Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang trực tiếp cùng cơ quan chức năng đến tận nhà xử lý Antifan. Sau nhiều ngày im lặng trước loạt bình luận đã kích xuyên tạc với Antifan, Hương Giang buộc phải lên tiếng khi các anh hùng bàn phím chuyển sang tấn công các game show nhãn hiệu có sự xuất hiện của cô. Thậm chí để lại hàng nghìn bình luận yêu cầu tẩy chay, cấm sóng. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, danh dự và các dự án cô đang bắt tay xây dựng. Trong phát ngôn của mình, Hương Giang đành thép yêu cầu quản trị viên Group Anti cùng hơn 100.000 thành viên phải xóa trong vòng 24 giờ. Nếu không thực hiện, cô sẽ có biện pháp mạnh tay. Không còn là những lời nói suông mới đây trên trang cá nhân, cô cũng đã đăng tải hình ảnh làm việc cùng cơ quan chức năng. Động thái này cho thấy sự quyết liệt giải quyết dứt điểm về các hành vi tấn công tập thể trên mạng xã hội. Đặc biệt, Hương Giang nhấn mạnh, là một nghệ sĩ, tôi hiểu hơn ai hết mình cần chấp nhận những ý kiến trái chiều và lời khen chê của khán giả. Nhưng những bịa đặt, bôi nhọa, miệt thị thì tôi không chấp nhận. Thời gian gần đây xuất hiện một group có tên anti nữ hoàng đạo lý trên mạng, với nhân vật chính là Hương Giang, thu hút sự quan tâm lớn. Về mặt tiêu cực, tôi là một công dân Việt Nam sống và làm việc theo pháp luật. Cho đến ngày hôm nay, tôi chưa có bất kỳ tiền án tiền sự nào, chưa làm gì sai trái. Việc một group được thành lập đến ngày hôm nay rõ ràng là nhằm mục đích hạ bệ một cá nhân bằng những lý do cảm tính. Những biểu hiện cảm tính được thể hiện rất rõ như sau. Đầu tiên, tôi khẳng định tôi không nói đạo lý, và nói đạo lý là một khái niệm cộng đồng mạng tự quy định, chứ không phải là một cái tội. Tôi tuân thủ theo format của chương trình, là một hội chị em với nhiều tính cách khác nhau. Ngồi trình bày những quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội nào đó. Là một công dân Việt Nam, tôi không cần phải có kinh nguyệt để nói về việc mình muốn làm vợ như thế nào. Không cần phải đẻ được mới được nói chuyện mình sẽ làm mẹ như thế nào. Là một người chuyển giới, tôi hoàn toàn có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Dạy dỗ là tự quý vị nghĩ ra. Chương trình được phát trên kênh VTV3 là kênh giải trí tổng hợp chứ không phải kênh khoa học giáo dục. Tôi không có quyền dạy dỗ bất kỳ ai. Và nếu quan điểm của tôi có thiếu khách quan hay không làm hài lòng số đông thì tôi cũng không phạm tội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.